Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cách bật kiếm tiền TikTok ở cái phiên bản mới nhé. Thì vừa rồi các bạn ấy vào bình luận là nếu như mình hướng dẫn mà mọi người làm được ấy thì cần gì mình phải nhận bật kiếm tiền nữa. Thì ở đây bạn ấy nói kháy mình như thế nhưng mà bạn ấy xóa cái bình luận đấy rồi. Thì các bạn lưu ý là có một số bạn thì không thể là treo được cái VPN, các bạn không duy trì được thì các bạn sẽ nhờ đến mình bật hộ. Đó, các bạn nào tự tin mà treo được VPN thì các bạn cứ bật. Rồi, thì ở đây mình vẫn nhận bật kiếm tiền hộ cho mọi người nha. Rồi. Ok, thì ở cái phiên bản mới để bật được kiếm tiền thì các bạn, nếu như các bạn mà dính số điện thoại về phần quản lý tài khoản thì các bạn sẽ hủy cái số điện thoại đó đi. Các bạn không phải tạo số điện thoại Mỹ nữa. Bạn nào nhờ mình thì mình sẽ hủy số điện thoại hộ cho các bạn nhé. Rồi, sau đó thì các bạn cần phải bật quỹ nhà sáng tạo TikTok lên thì các bạn mới bấm đăng ký được. Thì để bật quỹ nhà sáng tạo, các bạn sẽ vào cái phần cài đặt máy các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển cái mũi giờ và chuyển vùng sang Hoa Kỳ. Còn cái App Store thì các bạn sẽ vào App Store và các bạn sẽ chuyển vùng App Store sang Hoa Kỳ để các bạn tải cái phiên bản TikTok của Hoa Kỳ, các bạn mới bật được nha. Sau khi tải được TikTok Hoa Kỳ thì các bạn mới bắt đầu bật cái VPN lên nhé. Cái lúc có tải TikTok thì các bạn không cần bật VPN đâu. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ bật cái VPN Super này cho mình. Và sau khi bật lên, nó hiện ra chữ VPN này. Đó, các bạn nhớ phải tháo SIM ra nhé. Trước khi bật các bạn phải tháo SIM ra. Sau đó thì các bạn sẽ vào TikTok. Và ở đây các bạn sẽ vào cái phần hồ sơ của bạn. Ở đây các bạn sẽ lưu ý là nó hiện ra cái củ cà rốt là nó có cái quỹ nhà sáng tạo rồi. Đó, ở bên trên góc trái này có cái củ cà rốt. Đó, các bạn sẽ nháy vào dấu 3 dấu bình ngang này. Và công cụ dành cho tác giả này. Đó, vào quỹ nhà sáng tạo TikTok. Các bạn nhớ phải để tài khoản cá nhân nhé. Tài khoản doanh nghiệp thì sẽ không có quỹ nhà sáng tạo đâu. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ lưu ý cho mình như này. Có cái điều kiện, mình lưu ý lại một chút các bạn là cái điều kiện để bật kiếm tiền là các bạn. Cái điều kiện đầu tiên là các bạn phải có 10.000 follow. Cái này nó sẽ tính trong vòng bao nhiêu lâu cũng được, 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm, 3 năm, các bạn cứ đủ 10.000 follow là được. Còn riêng cái điều kiện số 2 thì nó sẽ tính trong vòng chỉ có 30 ngày thôi, là các bạn sẽ đủ 100.000 view. Đó, đủ 100.000 lượt xem trong vòng 30 ngày gần nhất là các bạn sẽ đủ điều kiện. Và các bạn trên 18 tuổi, đó là hiện ra ba cái dấu tích xanh xanh đó là các bạn được bật. Các bạn sẽ nháy dấu tích này. Và các bạn sẽ bấm đăng ký để các bạn xác minh danh tính, xác minh tuổi ấy. Các bạn sẽ bấm vào. Ở đây mình đang bật hộ bạn này, mình đã xác minh cho bạn đấy. Và nó sẽ hiện ra một cái trang như này để các bạn xác minh tuổi nhé. Thì các bạn chỉ việc kéo xuống dưới, các bạn kéo xuống dưới và nó hiện ra cái chỗ là tôi từ 18 tuổi trở lên ấy. Các bạn sẽ click vào tôi 18 tuổi trở lên. Sau đó thì ở cái phần thông tin cơ bản này thì các bạn sẽ điền ngày sinh của các bạn thôi. Bạn này bạn ấy sinh năm 2001, là em đi, kém chục tuổi. 2001, mùng 6 tháng 10, 2001. Rồi, kiểm tra ok rồi. Sau đó cái phần email này thì các bạn sẽ điền cái email mà các bạn liên kết với TikTok vào. Đó, cái email ở cái phần liên kết TikTok các bạn điền vào. Giấy tờ tùy thân thì các bạn sẽ nháy vào chọn quốc gia. Đây các bạn chọn Việt Nam. Giấy tờ cấp giấy cho các bạn, nơi cấp thì ở Việt Nam rồi, các bạn sẽ chọn Việt Nam. Còn cái phần loại giấy tờ này các bạn click vào thì các bạn sẽ... Cái thẻ ID này chính là cái chứng minh thư và căn cước. Đó, chính là cái thẻ ID đó. Các bạn sẽ nháy vào. Sau đó các bạn nháy vào tải giấy tờ lên. Và nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang để các bạn update cái file, cái ảnh. Ở đây mình có ảnh rồi, mình sẽ update file. Nháy vào cái dòng xanh này, chọn thư viện. Đó, mình sẽ chọn cái ảnh của bạn này, của em này. Rồi, tiếp tục nháy vào cái dòng xanh xanh để các bạn chọn mặt thứ hai. Đó, cái chứng minh thì phải có hai mặt. Bằng lái xe chỉ có một mặt thôi. Đó, các bạn chọn hai mặt. Đó, bạn chờ một chút, nếu như nó hiện ra một cái trang như này nhá. Đó, thì các bạn sẽ nháy vào nút mũi tên bên dưới này. Đó, có cái nút mũi tên, các bạn cứ nháy vào nút mũi tên ở bên dưới cho mình. Nháy liên tục vào, nháy tầm 5 đến 7 lần. Đó, để cho nó loát được cái thông tin của các bạn nó cập nhật lên hệ thống. Đó, sau khi được 5 đến 7 lần rồi thì các bạn sẽ mở TikTok ra cho mình. Các bạn quay lại TikTok và nó sẽ tự động nó hiện ra cái phần cập nhật như này. Đó, yêu cầu đang được xem xét. Đó, thì các bạn chờ một lúc, chờ khoảng 5 đến 10 phút nhé. Các bạn sẽ vào TikTok và các bạn sẽ vào cái phần hộp thư ở máy các bạn, ở TikTok các bạn này. Các bạn để ý là nếu như nó hiện thông báo là tuổi các bạn đã được xác minh như thế này thì các bạn có nghĩa là các bạn đã xác minh được tuổi rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ vào hồ sơ trang cá nhân của các bạn thôi. Để các bạn tiếp tục là vào cái dấu 3 dấu bình ngang này, công cụ dành cho tác giả và quỹ nhà sáng tạo TikTok để các bạn sẽ khai thuế nhé. Ở đây mình bật hộ các bạn, mình sẽ khai thuế cho các bạn luôn. Đó, các bạn tích vào, sau đó bấm đăng ký. Sau này các bạn rút tiền thì các bạn chỉ việc rút thôi, không phải khai thuế nữa. Ok,
Nó hiện ra như này thì quốc gia cư trú United America các bạn để nguyên, đơn vị tiền tệ đô la. Các bạn nhấn vào chữ tiếp. Ở đây nó hiện là cá nhân hay tổ chức, các bạn click vào cá nhân nhé. Đó, các bạn phải để tài khoản cá nhân chứ đừng để tài khoản doanh nghiệp. Rồi, tên thì các bạn viết liền không dấu, họ cũng viết liền không dấu, và email. Đó, email các bạn liên kết ở TikTok ấy. Các bạn điền email vào và các bạn sẽ click cho mình vào cái không dùng giấy tờ bản cứng. Đó, được chưa? Rồi, sau đó các bạn nháy vào tiếp tục bên dưới và nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang để các bạn khai cái thông tin địa chỉ, thông tin thuế của các bạn. Đó, thì mình để một cái đường link trang lấy mã số thuế ở bên dưới, các bạn click vào đường link bên dưới nhé. Thì nó sẽ hiện ra một cái trang để lấy mã số thuế ở đây. Ở đây nó có một vài cái tiểu bang, ví dụ như các bạn sử dụng cái Alaska đi. Mình lấy mẫu một cái hướng dẫn cho các bạn. California, Alaska. Rồi, các bạn nháy vào Alaska này. Và nó hiện ra như này. Thì các bạn click vào một trong số những cái này. Ví dụ mình lấy cái AL6 này đi. Click vào đó. Và nó hiện ra một cái trang như này. Thì những cái nào mà nó có chữ hộp PO này thì các bạn bỏ qua, đừng lấy cái hộp PO nhé, nó sẽ lỗi đấy. Đó. Và nhớ là cái nào nó phải còn tiền đô ở bên cạnh này. Đó. Nó còn tiền đô và không có cái hộp PO. Đó, bây giờ mình sẽ tìm một cái nào mà nó còn tiền và nó sẽ không có cái hộp PO đó thì mình sẽ sử dụng. Đây rồi. Cái này nó có 1370 đô và nó không có cái chữ hộp PO thì sẽ dùng được. Các bạn sẽ nháy vào chữ Alaska cái xanh này. Các bạn click vào để các bạn lấy cái mã số thuế. Và nó sẽ đến một cái trang như này. Thì đây chính là cái mã số thuế này, 81064 này. Đó, cái dòng đấy là mã số thuế. Và cái dòng 14815 ECHO CANI RD này, đó chính là cái tên địa chỉ để các bạn cần điền. Đó, cái dòng đầu tiên là 1485 đến chữ RD là tên đường. ACHORIT này là chính là cái thành phố, AK là tiểu bang, 99516 chính là mã bưu điện. Và cái bên trên kia 8106 chính là mã số thuế. Đó, các bạn sẽ nhớ mấy cái thông tin này cho mình để các bạn quay lại TikTok và các bạn điền thông tin vào. Đó. Address line 1 chính là tên đường. Đó, các bạn sẽ ghi cái tên đường vào. Address 2 thì các bạn không cần phải ghi nhé, các bạn chỉ cần ghi cái dòng 1 thôi. Đó, city là thành phố là Anchorage. Các bạn điền vào. Starter provide chính là cái tiểu bang. Đó, đây là mã bưu điện. Các bạn điền vào. Nó có dấu trừ, dấu gạch thì các bạn sẽ điền vào y hệt nhé. Ở đây mình lấy một cái mã như này. Các bạn có thể ghi giống mình cũng được nhưng sợ nhiều người ghi giống mình thì nó sẽ không được đâu. Đấy, các bạn nháy vào chữ ở đây và các bạn sẽ chọn cho mình vào cái Start United Starter. Nháy vào cái dòng Select. Rồi. Các bạn click vào Yes. Rồi. Nó hiện ra cái số 2 thì các bạn sẽ điền cái mã số thuế. Và các bạn mình hướng dẫn các bạn lấy cái mã số thuế đấy. Các bạn điền cái mã số thuế vào. Mã số thuế thì nó có 10 số. Các bạn nháy vào Yes. Còn cái số 3 là các bạn nháy luôn vào chữ lâu nhé. Đó, các bạn click vào lâu đi. Sau đó bạn nháy lệch. Rồi, nó hiện ra một cái trang như này. Cái thông tin của các bạn sẽ được cập nhật vào cái biểu mẫu như này. Thì các bạn kéo dưới các bạn nháy vào chữ lệch. Các bạn không phải đọc đâu. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nháy tiếp cho mình vào chữ series. Đấy, cái dòng đỏ đỏ đấy. Và tiếp tục nó hiện ra một cái trang như thế này. Thì các bạn lại tiếp tục kéo dưới và các bạn click vào chữ submit. 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 Ok, các bạn cái click vào close và các bạn nháy mà mở trong TikTok ra. Nếu như mà nó hiện ra đã lưu thông tin thuế này là được. Thì nhiệm vụ của bạn bây giờ là các bạn sẽ đăng cho mình 1 đến 3 cái video trong một ngày lên nhé. Cái đăng nhiều. Đấy. Trong cái khoảng thời gian mà các bạn cứ truy cập vào TikTok thì các bạn phải bật VPN. Còn các bạn không truy cập vào TikTok nữa thì các bạn có thể tắt VPN. Ok. Rồi. Sau khoảng 2 đến 3 ngày thì các bạn tiếp tục quay lại vào quỹ nhà sáng tạo TikTok này. Các bạn bấm đăng ký lần nữa. Nếu như mà nó thông báo cho các bạn là các bạn chúc mừng các bạn đã được tham gia quỹ nhà sáng tạo TikTok này thì các bạn có thể lắp SIM và các bạn chuyển vùng về Việt Nam các bạn dùng thoải mái mà nó vẫn được phép tham gia. Đó, mình lưu ý các bạn như vậy. Ok, chúc bạn thành công nha. Bạn nào cần mình bật hộ thì liên hệ qua Facebook ở bên dưới cho mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào.